Mình tên là Phạm Bá Thắng, mình đang hiện tại học ở trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Vừa rồi mình đã thi IELTS và được band điểm là 7.0. Mình đã từng học ở cơ sở Zolo Nguyễn Thị Định và mình đã học 3 giáo viên ở đấy, đấy là cô Seth, cô Fritzy và thầy Chu Vừa. Thì để học tiếng Anh qua phim thì phải xem đi xem lại cái phim đấy nhiều lần và không nên là để subtitle Việt thì nên để subtitle tiếng Anh. Khi mà xem phim ấy thì có một cái technique để học tiếng Anh rất là tốt, đấy là shadowing, tức là người ta nói cái gì thì mình bắt chước lại theo y hệt ấy, về cái cách phát âm và về cả cái giọng điệu của người ta thì nó sẽ làm cho tiếng Anh của mình nó tự nhiên hơn. Ở Việt Nam thì thường là những cái trang phim lậu sẽ không có in sub và thường thì bạn phải trả rất nhiều tiền để nên xem Netflix, nên là mình nghĩ là phương án tối ưu đấy là xem các cái video trên YouTube. Ví dụ như là về chủ đề sức khỏe chẳng hạn thì mình học được rất nhiều những cái từ vựng về bệnh tật hay là về sinh học qua cái phim, một cái series phim đấy là Grey Anatomy, hoặc là ví dụ như là những cái từ vựng về pháp luật qua những cái phim như là Breaking Bad hay là Brooklyn Nine-Nine. Thì thường thì để học cái từ mới đấy thì mình sẽ phải xem cái ngữ cảnh của câu đấy và học thuộc cái ví dụ chứ không phải là học thuộc nghĩa của từ. Thì có một cách để bạn luyện speaking khá là tốt, đấy là tự ghi âm lại những gì mình nói và nghe lại. Thì khi mà nghe lại bạn sẽ phát hiện ra được cái lỗi mà mình đã mắc phải, bởi vì lúc mà mình nói thì mình sẽ không nhận ra. Ban đầu bạn có thể nói chậm nhưng mà về sau sẽ có thể tăng tốc độ lên ấy. Bởi vì tăng tốc độ lên thì mình sẽ luyện được cái fluency của mình. I succeed with Jolo, do you want to be the next one?